Tin hôm nay là ngày cuối các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức khám và tư vấn miễn phí bệnh bướu giáp và một số bệnh mãn tính. Thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ tại các nhà thuốc Trung Sơn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là chương trình tuần lễ nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lý thường gặp của tập đoàn y khoa Hoàng Mỹ đang triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Người bệnh có nhu cầu thăm khám đến các nhà thuốc Trung Sơn ở các địa chỉ sau: nhà thuốc Trung Sơn ở khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ; nhà thuốc Trung Sơn ở đường Nguyễn Trãi, phường Lê Bình, quận Cái Răng; và nhà thuốc Trung Sơn ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. Bướu giáp nhân hay còn gọi là bướu cổ có bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Độ tuổi thường gặp là từ 36 đến 55 tuổi, phụ nữ mắc bệnh gấp 5 lần nam giới. Hiện nay các bác sĩ áp dụng phương pháp đốt sóng cao tần RFA để điều trị bướu giáp lành tính, đạt hiệu quả và an toàn cho người bệnh.